Nhắc đến bóng đá Hàn Quốc và Brazil, người ta không thể không nhớ đến những ký ức ở World Cup 2002. Đó là giải đấu mà đồng chủ nhà Hàn Quốc lần đầu tiên lọt vào tứ đại anh hào thế giới. Trong khi đó cũng là kỳ World Cup gần nhất mà Brazil đứng ở trên đỉnh thế giới. Từng 5 lần vô địch World Cup và luôn được coi là ứng cử viên hàng đầu của chức vô địch thế giới, không hề bất ngờ khi đội tuyển Brazil sớm giành vé vào vòng 1/8 trên đất Qatar bằng 2 chiến thắng nhẹ nhàng tại vòng bảng trước Serbia và Thụy Sĩ. Thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Tite đã có phen giật mình trong trận đấu cuối mang tính thủ tục với Cameroon khi để thua ở phút 90+2 sau cú đánh đầu của Aboubakar. Đây không chỉ là trận thua đầu tiên của Senegal trước một đội bóng châu Phi tại 22 vòng chung kết World Cup mà họ đã tham dự, mà còn khiến Brazil suýt chút nữa mất đi ngôi đầu bảng. Rất may Thụy Sĩ đã không thể thắng Serbia đậm hơn trong trận đấu cùng giờ và các vũ công Samba vẫn bước tiếp vào vòng 1/8 với ngôi đầu để chỉ phải đối mặt với niềm bất ngờ châu Á mang tên Hàn Quốc. Bên kia sân nối tiếp những thành công của Nhật Bản, Hàn Quốc từ vị trí bét bảng H sau lượt trận thứ hai đã vươn lên đầy mạnh mẽ khi giành chiến thắng ấn tượng trước Bồ Đào Nha trong trận đấu cuối cùng. Bị dẫn bàn trước, những đội bóng xứ sở Kim Chi không chỉ gỡ hòa mà bằng pha kiến thiết đẳng cấp của ngôi sao Son Heung-min, tiền đạo Hoang Hee-chan có pha dứt điểm để ấn định tỷ số chung cuộc 2-1. Kết quả này là vừa đủ để đẩy Luis Suarez và đội tuyển Uruguay dù thắng Ghana 2-0 ở cặp đấu còn lại vẫn phải ngậm ngùi rời Qatar trong những giọt nước mắt buồn. Hàn Quốc cũng trở thành đại diện thứ 3 của châu Á, vượt qua vòng 16 đội sau Úc và Nhật Bản, đồng thời giúp bóng đá châu Á lập kỳ tích chưa từng có trong lịch sử 92 năm của World Cup, khi có tới 3 đội bóng lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất. Vì thế, đối mặt với Brazil là thử thách cực đại cho đội bóng xứ sở kim chỉ, nhưng Hàn Quốc vẫn có quyền hy vọng tạo nên bất ngờ nữa. Tuy nhiên, có vẻ lịch sử đang không ủng hộ Son Heung-min và các đồng đội khi Hàn Quốc chưa bao giờ đánh bại một đối thủ Nam Mỹ tại World Cup. Tính riêng với Brazil, đội bóng xứ kim chi đã thua 6 trên 7 lần đối đầu, chỉ thắng duy nhất một trận. Lần gặp nhau trước đó giữa hai đội diễn ra vào tháng 6 năm nay, kết thúc với chiến thắng 5-1 nghiêng về phía Brazil. Brazil cũng đã toàn thắng 7 trận gần nhất ở vòng 16 đội tại World Cup, chỉ một trận trong số đó kết thúc bằng loạt sút lần lưu. Rõ ràng là có quá nhiều thứ đang ủng hộ Seleção và Hàn Quốc thực sự đang gặp phải một thử thách cực đại trên con đường làm nên điều kỳ diệu trên đất Qatar vào năm nay. Những tưởng Brazil sẽ trở thành đội bóng duy nhất có 9 điểm tuyệt đối sau vòng bảng, khi họ chỉ phải tiếp đón một Cameroon mới chỉ sở hữu 1 điểm sau 2 lượt trận đã đấu. Dù chỉ tung vào sân một đội hình dự bị, nhưng đó đều là những ngôi sao đang thi đấu cho các câu lạc bộ top đầu châu Âu. Tuy nhiên, Seleção lại tỏ ra khá rời rạc trong những pha tấn công của mình. Vẫn là một thế trận hoàn toàn áp đảo, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của những vũ công Samba lại đang tương đối thấp. Thực ra đó không chỉ là vấn đề riêng của các cầu thủ dự bị, ngay cả đội hình chính của Brazil cũng đang làm khá tệ ở khoản này. Trước thềm World Cup, các chuyên gia và người hâm mộ đều cho rằng Seleção có quá nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, đến nỗi huấn luyện viên Tite phải đau đầu để chọn cho mình những phương án phù hợp nhất. Nhưng khi đi qua vòng bảng, hàng công của đội bóng áo vàng xanh mới chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng. Đây là một con số quá khiêm tốn so với những kỳ vọng dành cho đội bóng này. Có lẽ bài toán về việc thiếu đi Neymar vẫn khá nan giải với Tite và ban huấn luyện. Không thể phủ nhận Brazil giờ đây không còn quá mỏng manh và yếu đuối khi thiếu vắng ngôi sao lớn nhất của họ. Nhưng ảnh hưởng của Neymar tới lối chơi của Seleção là không phải bàn cãi. Có cầu thủ số 10 ở trên sân, những đường lên bóng trở nên mượt mà và có tính liên kết hơn hẳn. Chưa kể những cơ hội mà siêu sao này tạo ra cho các vệ tinh xung quanh là vô cùng rõ ràng và chất lượng. Đây là điều mà Tite cần tìm cách cải thiện ở trận đấu tới, bởi Hàn Quốc là đội bóng sở hữu một hàng phòng ngự kín kẽ và rất có tổ chức. Nếu là một người ít quan sát đại diện của châu Á thi đấu, thì có lẽ đa phần sẽ rất bất ngờ bởi cách chơi mà đội tuyển này lựa chọn. Đội bóng huấn luyện viên Paulo Bento sử dụng rất nhiều các đường bóng dài và bóng bổng. Tầm vóc của họ không thua kém bất kỳ một đại diện nào ở các châu lục khác. Lối chơi thực dụng và đầy toan tính là những gì mà Hàn Quốc đã thể hiện ở 3 trận đấu đã qua. Trái ngược với Brazil, đội bóng xứ sở kim chi lại tận dụng những cơ hội ít ỏi của mình tương đối tốt. Các bàn thắng của đội bóng này đều đến từ những tình huống trông có vẻ không thực sự nguy hiểm. Nhưng Son Heung-min và các đồng đội rất biết cách để làm nên sự khác biệt từ những pha bóng như vậy. Cơn bão chấn thương đang càn quét đội hình của những vũ công Samba, giữa bối cảnh họ bước vào giai đoạn then chốt nhất trong hành trình săn tìm chức vô địch thế giới lần thứ 6 trong lịch sử. Theo tờ O Globo của Brazil, hậu vệ trái Alex Telles đã đá chính ở trận gặp Cameroon, gặp vấn đề ở đầu gối phải.
Cầu thủ của Manchester United đang chơi cho Sevilla theo dạng cho mượn đã trải qua một cuộc đánh giá y tế lâm sàng ban đầu và sẽ được chụp cộng hưởng từ để đánh giá mức độ chấn thương sau khi phải rời sân ở phút 54 để nhường chỗ cho Marquinhos. Trong khi đó, tiền đạo Gabriel Jesus, người đã được huấn luyện viên Tite cho ra sân ngay từ đầu ở trận đấu đó cũng đã gặp cơn đau ở đầu gối. Tiền đạo tân binh của Arsenal được rút khỏi sân ở phút 46 để nhường chỗ cho người đồng đội Pedro. Alex Telles và Gabriel Jesus đã gia nhập danh sách bệnh binh của Brazil ở World Cup năm nay trong bối cảnh Neymar, Danilo và Alexandro vẫn đang nỗ lực hồi phục chấn thương để chuẩn bị cho trận gặp Hàn Quốc tại vòng 1/8. Neymar và Danilo bị bong gân mắt cá chân, trong khi Alexandro bị đau hồng. Một tin vui dành cho người hâm mộ đội tuyển này khi trong bài đăng mới đây trên Twitter, Neymar đã đăng hình ảnh tập luyện của mình cùng những dòng chú thích. Tôi đang cảm thấy rất ổn ở thời điểm hiện tại. Nếu siêu sao của Brazil có thể trở lại trong trận đấu tới, đây sẽ là sự bổ sung không thể chất lượng hơn cho hàng công của đội bóng áo vàng xanh. Liệu rằng đây có phải là một thử thách dễ dàng cho Brazil như người ta vẫn dự đoán, hay đội tuyển Hàn Quốc sẽ phá bỏ cái dớp toàn thua trước những đội bóng của Nam Mỹ? Cơ hội chỉ có một, đội bóng nào có bản lĩnh vững vàng và khát khao chiến thắng hơn sẽ là đội tuyển xứng đáng bước tới vòng tứ kết.